Nhà bán gấp, chủ đi định cư nước ngoài. Giá chỉ 1 tỷ 490 triệu đồng tại ấp 3B xã Đào Thạnh, thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang. Chào mọi người, chúc mọi người có một ngày mới tốt lành và tràn đầy năng lượng. Em là Thức Bất Động Sản miền Tây, chuyên bán bất động sản ở Tiền Giang. Thì hiện tại em sẽ giới thiệu cho quý cô chú anh chị một ngôi nhà. Này, trước mặt quý cô chú anh chị ha, là tại ấp 3B xã Đào Thạnh, thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang. Thì đường trước nhà mình là xe 7 chỗ vào được nha. Thì nhà chúng ta có hai lớp cửa, một phần cửa ngoài và phòng cửa cửa nhà. Thì có một phần sân nhỏ nên chúng ta đậu hai chiếc xe máy đều được. Thì ở đây là phòng khách mà được thiết kế hiện đại, xen kẽ luôn là cái phòng bếp. Thì nhà chúng ta mới nha, thì chủ tặng full nội thất cơ bản dành cho ai hữu duyên. Ở đây là phòng bếp và các tủ chén để chúng ta là đựng đồ để là sinh hoạt. Thì nhà này chủ muốn bán đi là do là chủ muốn đi định cư nước ngoài. Thì với thiết kế là một phòng khách, một phòng bếp, hai phòng ngủ, hai nhà vệ sinh. Với diện tích là ngang 5, dài 15, hướng nam. Thổ cư chủ quyền nhà đầy đủ. Thì nhà chúng ta là mới hơn 95%. Thì được chủ bán đi với cái giá là 1 tỷ 490 triệu đồng thương lượng. Thì ở vị trí này là cách cái là huyện lộ 92A chỉ là 50 m, là cách ủy ban nhân dân xã Đào Thạnh, thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang là khoảng là 500 m thôi, cũng như là cách là ngã năm Hóc Đùng và quốc lộ 50 là chỉ 500 m. Thì quý cô chú anh chị nào có quan tâm đến cái nhà này, vui lòng liên hệ số điện thoại trên màn hình. Chính em Thức Bất Động Sản miền Tây sẽ cùng quý cô chú anh chị đi xem nhà cũng như là thương lượng giá cả nếu như mình muốn sở hữu cái ngôi nhà này nha. Nhà mình là thuộc ấp 3B xã Đào Thạnh, thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang. Giá chỉ là 1 tỷ 490 triệu đồng thương lượng. Được thiết kế là một phòng khách, một phòng bếp, hai phòng ngủ, hai nhà vệ sinh. Vị trí là cách cái huyện lộ 92A chỉ là 50 m thôi. Thì đường ô tô tới nhà nha quý cô chú anh chị.